một chuyên gia thiết kế thời trang, một là giám đốc thương mại điện tử gặp nhau trong một vụ kiện. Không đội trời chung, bất đắc dĩ khiến hai con người phải hợp tác vì có điều ràng buộc trong công việc và cuộc sống. Liên tục đụng độ, phát sinh mâu thuẫn nhưng dần dần tình cảm lại nảy sinh. Với mục tiêu hoàn thiện bản thân, hai con người mâu thuẫn đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và thành công trong sự nghiệp. Đón xem Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, phát sóng 12 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.